Lấy 100 xong là ông thôi đấy. xuống đây sắp xuống rồi. Dạ này hàng nha. Dạ. Cú xuống cầm cái băng dính cái nhấc lên là được. Băng dính dễ nhấc. Không đơn giản đâu. Sao? Tiếp theo, giành giải thưởng 50.000, à hai tờ 50.000. Đâu rồi, hai tờ 50.000 sao? Hai tờ 50.000. Anh đổi cho em. Đây, đây nhá. Anh em đi đến nơi mà muốn giành giải thưởng chỉ cần cầm thế này này. Đấy. Kéo mắt là lên là lấy thôi. Chứ đừng cầm tiền kéo rách đấy. Ok, tiếp theo. Thì bây giờ dán 100, bây giờ bọn mày cứ chơi 100 thế. Một người chắc lại. Câu này đến từ Los Angeles. Chúng của Thiên Trạng nha. Đến cầu thủ Thiên Trạng. Các bạn thấy chẳng là mình đang chân không? Rồi, vượng. Lộn giờ này. Không ai thèm ăn bim bim. Chỉ thích ăn tiền. Rồi. Ui đi trời ơi. Anh chứ bật. Bán lại bim bim bắt rồi. Đến đấy mày phải lấy được tiền. Mày phải lôi cho nó. Ba giây chứ không phải ông lấy được tiền mà lại đấy cả. Rồi ok. Được phép đến lấy tiền, đến đấy lấy tiền rồi ngã thì được nhá. Chứ không được nhảy xuống ngã xuống thì lên bờ để nó lên này. Ờ giải thưởng mà không được. Xếp hàng đi. Rồi, rồi đến bạn Dung Lắc này. Ôi, rơi vào cái gì? Không ai ăn bim bim thì bỏ lại được bim bim nhá. Không ai ăn bim bim đâu. Ăn tiền thì ai ăn bim bim. Tiếp tục, lượt thứ hai bao đây đây. Sẽ làm nên điều kỳ tích không bao đệ. Lần này em chưa đỏ sẽ lấy được 200.000. Không, lại lấy được 2 tờ. Ra đến chỗ dầu rồi. Ra đến chỗ dầu ăn đấy. Nó mới trơn. Bác Hồ đang với bọn mình. Đây là vòng thứ 2 nhỉ? Vòng này vòng
cuối của thứ hai. Tức là khi đã có xanh đến nơi rồi, cầm tờ tiền rồi, bắt đầu mới xuống đấy. Ok, được là 2 lít. Đây, đã có xanh 2 lít rồi. Đây lên con tờ 5 lít để. Đây, con tờ 5 lít để em nốt này. Đã có xanh tay dài. Thế nên là rất là lợi thế ở những trò chơi như này. Xuống. Này, cho em hỏi có chơi như này được không? Không, chơi thế. Chơi cái gì? Chơi cái gì? Chơi cái này ra. Chơi thế thì bao nhiêu tiền cho đủ? Chơi khôn thế. Không. 500 nghìn này có vẻ là hơi khoai sao? Có vẻ tí em lấy em nốt rồi. Đi kiểu này dễ xuống lắm này, xuống này. Xuống rõ. Nếu mà nha, đây sẽ có thêm một cái mới nữa nha. Nếu mà Vi ra được đến kia mà cầm được tờ tiền dơ cao lên 2 giây sẽ được x2 nhân đôi. Nào bỏ tay ra đừng làm cái này, đến đoạn này trôn lắm. Trơn có dầu ăn thì chặt trơn. Không có dầu ăn là từ lúc bọn nó sẽ làm hết rồi mọi người. Con này nó toàn thịt. Đấy, con khỉ này. Con khỉ này Dung ơi, chắc chắn luôn. Dung ạ. 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 Cái này là không kia được. Bạn đấy đặt cho thằng đen nha. Tiếp tục. Ok. Đến sau đi. Mày sẵn rồi. Mau để chân này ngã được rồi. Đấy 500 rồi. Là cái ngã được này. Lên ra thì ảnh hưởng của tao mau. Xuống rồi mà nhìn xuống mà đang đặt chân là xuống mà xuống chân đánh đạn à, chân đánh đạn à, xuống bước nhanh mấy bước nhanh bước tiền rồi bao nhiêu trơn lắm trơn lưỡi bước này lên còn ra ví rồi xuống chân dài bước một phát đi đến năm hơn tiếp tục tiến bước cầu thủ FC Tamao TV. Đi càng nhanh càng chết. Đúng rồi, càng nhanh càng chết. Đúng rồi, đúng rồi. Càng nhanh càng chết. Được rồi. Nào, xoay lại có tờ tiền đây. Xoay lại. Nếu mà phát đấy cầm tiền xuống cũng không được tính đâu. Đúng rồi. Nào, xoay lại cái tờ tiền đi Vượng ơi. Cho cao lên cho các cầu thủ sau sẽ lấy cái. Đấy, đấy, rồi, ok. Thế, tiếp tục. Rồi à. Rồi, cứ tiếp tục đi. Thế đi đi. Mình tính thăng bằng cho cái cây mình đi. Nào, ok chưa? Không ai giành được 500 nghìn à? Em vẫn được. Hai. Rồi, có được. Phạm Quy. Ấy, tiền. Nào, kẹp lên. Thế chạm vào đấy Phạm Quy rồi nhá. Sao lại Phạm Quy? Người mới xuống trước. Mới đi đến đây này. Người đến xuống đây thì mày nói. Đến kia cũng được nhưng mà... Rồi. Nào, tiếp tục. Đạt đây. Đấy này. Đạt à? Đạt chắc chắn làm được cái điều này không? Chắc chắn là không rồi, trơn lắm. Chân dài quá nhanh, nhanh, rồi. Chân đánh đạn à? Đánh đạn đấy kìa. Mình mới tay lên đi, lên chưa? Chưa ai với lực đồng người cả. Đấy là mau đi. Đến là lượt mới à? Từ từ để anh thử một phát xem nào. Mình sẽ thử một phát xem như thế nào nhá. Nghe khó khăn quá nhỉ. Mình sẽ thử một cái xem là nó có khó, nó có như thế không. Một cái chưa đi bắt đầu. Một cái này, cái anh em lấy tiền chứ. Mất chẳng. Nó lại phát được đi. Này, lần xuống này. Xuống này.
Phải nói là bọn nó kém mọi người ạ. Kém hả? Thật ra đi đến đây trơn nhưng mà có vẫn có thể đi được đấy. Hay là do có thể là do mình nhẹ hơn bọn nó nữa. À, nhưng mà thằng Vượng thì cũng thế, thằng Dũng bao đệ nó cũng thế. Nhẹ người thì phải là đi được. Pha đấy là gọi là gì nhỉ? Hợp lệ nhá, tức là mình cầm đồng tiền lên trước rồi giơ lên ngã này. Đấy, thấy chưa? Đúng rồi, thôi, đi đi. Dũng. Bao đệ tiếp tục đấy. Đây anh ơi. À, đây điện thoại. À, cố lên. Lấy tiền đi em. Chạy một phát. Chạy, chạy, giật. Rơi cả tiền được. Đồng quá. Đơn giản thế mà không làm được. Đấy, điểm là. Tiếp tục, tiếp được. Đơn giản thôi. Anh đi một phát một lấy được luôn mà. Nhanh, đừng có nhanh. Thôi. Thôi, giờ. Đến cái đoạn là trơn trơn đến đoạn dâu ăn là bọn nó trơn quay quá rồi à, vừa tắm vừa được tiền mà hơi kém, mình được đến 100.000 hai tiền năm chục. Nó cầm rồi. Vẫn chưa được. Đấy, và theo công nghệ ma thì người rơi xuống trước rồi tay mới bắt đầu phải đến. Được. Ra ngoài em ơi. Để đấy cái là ma lệ nó làm có đúng không? Tiếp tục. Người tiếp theo. Đợi nó hết chung một tí. Đây đây. xuống mà này trơn này nâng là xuống rút đi, thò tay xuống đớp phát xong rồi đớp.